Tôi xin cảnh báo, không có doanh nghiệp lớn nếu cái đầu ông chủ nhỏ. Và nếu còn không nữa, còn tệ hơn là doanh nghiệp của bạn sẽ trở thành máy đốt tiền chứ không phải máy in tiền nếu cái đầu chúng ta nhỏ. Hỡi các ngài chủ tịch doanh nghiệp, hỡi các ông tổng giám đốc của các doanh nghiệp và hỡi các bạn trẻ khát vọng tạo ra một doanh nghiệp lớn. Tôi xin cảnh báo, không có doanh nghiệp lớn nếu cái đầu ông chủ nhỏ. Bởi vì đầu ông chủ nhỏ, bạn mà làm doanh nghiệp, bạn sẽ mắc kẹt trong bốn yếu tố này. Có thể có doanh nghiệp thành công nhưng mất gia đình. Có thể có doanh nghiệp thành công nhưng bạn mất hết thời gian vào vận hành doanh nghiệp. Có thể có doanh nghiệp thành công nhưng 40-50 tuổi thì sức khỏe của bạn đã tàn tạ rồi. Và nếu còn không nữa, còn tệ hơn là doanh nghiệp của bạn sẽ trở thành máy đốt tiền chứ không phải máy in tiền nếu cái đầu chúng ta nhỏ. Vậy khái niệm cái đầu là một khái niệm rất là mơ mộng, mơ màng. Và làm thế nào để chúng ta làm rõ hơn cái khái niệm cái đầu? Đó là năng lực. Trong đó các anh chị cần phải trang bị 6 năng lực. Năng lực đầu tiên, đó là năng lực đọc được thị trường và ra được chiến lược. Năng lực thứ hai là phải tổ chức vận hành nó và kiểm soát được yếu tố thứ hai, đó là lợi nhuận. Yếu tố thứ ba là dòng tiền, nó liên quan đến mức độ tồn kho, công nợ và đầu tư. Thứ tư, đó là vận hành tự động. Thứ năm, phải có khả năng đóng gói và nhân bản được hệ thống thành chuỗi hoặc franchise. Và thứ sáu, phải cấu trúc được vốn. Tôi nhắc lại, 6 yếu tố cái đầu phải có. Một là chiến lược. Hai là kiểm soát lợi nhuận. Ba là kiểm soát được dòng tiền. Bốn là đóng gói để vận hành tự động. Năm là đóng gói để mở rộng được doanh nghiệp. Và sáu là phải cấu trúc được vốn. Đặc biệt là sắp tới hệ thống vốn sẽ tràn vào Việt Nam. Vậy nếu có 6 yếu tố đó thì không có lý do gì ta không có doanh nghiệp lớn. Và chương trình này tôi đóng gói chia sẻ với các anh chị trong chương trình mang tên Siêu Quản Trị. Chương trình này được đóng gói dựa trên toàn bộ kinh nghiệm và tâm huyết của Tuấn đã vận hành trên tập đoàn Siêu Việt Nam. Nó không phải là lý thuyết, nó là thực tiễn mà Tuấn đã dùng nó thành công. Và đóng gói nó lại để chia sẻ với các anh chị. Và làm được như thế này thì chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ doanh nhân Việt Nam thành công và hạnh phúc. Và chúng ta sẵn sàng chờ đón cơ hội và toàn cầu hóa khi các doanh nghiệp nước ngoài vào. Và chúng ta được làm chủ trên sân nhà. Và chương trình này được vận hành trên triết lý khoán và kiểm soát toàn bộ các thông số thông qua gì ạ? Số hóa các hoạt động của doanh nghiệp. Bằng tất cả tâm huyết của mình và bằng sứ mệnh muốn phát triển hệ thống doanh nhân Việt Nam thì Tuấn chia sẻ chương trình này và đóng gói bằng tất cả tâm huyết của mình trong chương trình Siêu Quản Trị. Rất mong các anh chị hãy dành thời gian. Đừng bận nữa, bởi vì nếu bận thì chúng ta sẽ bận cả đời. Đừng bận nữa, bởi vì để mất 2-3 ngày đi học không phải là vấn đề lớn. Mà vấn đề lớn là chúng ta không muốn học để giải thoát chính chúng ta. Cho nên đừng bận nữa. Và hãy dành thời gian, chúng ta cùng nhau chia sẻ chương trình Siêu Quản Trị. Và rất mong gặp được lại các anh chị, gặp được các anh chị để Tuấn chia sẻ tất cả những tâm huyết của mình. Xin chào và mong gặp lại các anh chị trong chương trình Siêu Quản Trị.